Bà con nhé, nay em review một cây xanh sạch sổ số chưa có mặt bông. Cây này thì cực kỳ đẹp, thân tơ này hiện tại đang là 3x rồi, dài lên 3x rồi, hơn 30 cm nhé. Em sẽ chia sẻ đến toàn thể bà con đây ạ, review luôn trực tiếp từng thân tơ kẽ lá của cây để cho mọi người có thể xem chi tiết, mua hàng dễ hơn ạ. Cây này hiện tại em sẽ bán với giá là 2,8 triệu, bao cước cho tất cả các bác luôn. Bác nào gần thì xách nguyên ở chợ, bác nào ở xa thì em sẽ tách chợ và gửi cây nhé. Em sẽ hỗ trợ tiền xăng xe cho bác nào thực sự là nhiệt tình. Đây là thân già của nó đây ạ, thân già thì chưa ra hoa, trốn hoa luôn. Và ra được đúng một kỳ bị gãy, ra một kỳ bị gãy đây, em đã mua kèo liền xẹo nhá. Nếu như mà bác nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Em thân cây này luôn đấy, thân cây này luôn này. Đây là thân dài là tầm khoảng trên 50 cm. Bác nào về làm gì thì làm, có thể chọc kích hoa hay là kích kỳ thì sở thích của mỗi người. Em thì em cứ để nguyên, em vừa rồi em qua kích một cái mắt đầu ngọn này nhưng mà nó lại ra kia. Cái này thì em mới lên chậu rồi ạ, mới lên chậu em mới mua được, em mới lên chậu. Của chủ cũ thì người ta trồng tương đối là lâu rồi, sang tay em thì mới được có khoảng tháng rồi mới lên chậu. Dễ đây ạ, dễ đang ra rất là đẹp rồi nhá. Nguyên cái thân già kia thì là ở rừng về cắt cụt đi thôi, thân đấy là già lâu năm lắm rồi, còn hiện tại là còn cái thân tơ này. Bác nào thích làm gì thì làm nhé. Đấy, giá em công khai 2,8 triệu luôn. Bác nào yêu thương thì cứ đến tận nhà lấy. Địa chỉ các bác cứ đến ủy ban nhân dân phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, gọi điện thoại tới số 0354981995. Em sẽ ra đón các bác, pha nước chè ngon mời các bác thẩm, nếu như ưng thì có thể rước em nó về. Đây ạ, đang quay rất là chi tiết luôn, bác nào muốn xem thì cứ zoom lại, zoom to lên hoặc có thể là tua lại nhé. Bởi vì thực sự là nếu như mà live stream thì không thể gì view được hết được cái cây này, đặc điểm của nó như thế nào rất là khó nói qua live stream. Nên là các bác thể đăng ký kênh của em lên rất nhiều những mặt hàng quay trực tiếp cây như thế này, các bác xem nó chi tiết rõ hơn để có thể thẩm định và ra quyết định cho mình một cách là đúng đắn. Chứ qua live stream thì rất là khó, thời gian nó có hạn và cái tốc độ truyền tải của mạng nó không được nét được như thế này. Em quay như thế này sẽ được full HD luôn, full HD và độ chi tiết nó cao thì mọi người mới có thể xem được chi tiết cây cũng như là tình trạng của cây đấy ạ. Nên em mới làm ra một kênh này chuyên qua những mặt hàng của nhà em lên. Bác nào thích sưu tầm hàng gì thì có thể lọ mọ bớt chút thời gian ra để xem, leo vào kênh của em để xem những mặt hàng em đang lên nhé. Em đang tiếp tục bổ sung những mặt hàng nên là kênh vẫn còn mới nên các bác thông cảm, hàng cũng chưa được nhiều lắm. Các bác có thời gian có thể ghé qua kênh của em để xem cũng như là sưu tầm những mặt hàng, và các bác có thể comment inbox hoặc là gọi điện thoại trực tiếp hỏi để xem muốn sưu tầm hàng gì thì em sẽ inbox riêng và cho các bác những clip thực tế của cây, của tình trạng cây. Và nhắc em xin thân ái chào các bác.